Ôn luyện 120 tình huống mô phỏng lái xe Cách xử lý các tình huống khó trong chương 6 Các bạn lưu ý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trong việc tiết kiệm thời gian Truy cập nhanh chủ đề tình huống cần tìm Trong phần mô tả bên dưới video này, mình đã phân đoạn mốc thời gian cho từng tình huống cụ thể Các bạn chỉ việc nhấn vào mốc thời gian, dãy số màu xanh ghi ở đầu mỗi tình huống có trong video Hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn ngay lập tức. Ngoài ra, cũng nhằm giúp các bạn dễ nhớ, học nhanh, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, trong phần mô tả của mỗi video, mình có để các đường link hỗ trợ gồm link tải hình ảnh từng tình huống có trong video để tham khảo khi thực hành và link video hướng dẫn cách ôn luyện bài thi mô phỏng. Mong các bạn đừng bỏ qua. Trong 30 tình huống của chương 6, có 16 tình huống khó, gồm các câu

Chú ý, xe con màu xám phía trước và gương chiếu hậu của xe. Nhấn phím cách khi xe con màu xám vừa khuất gương chiếu hậu. Câu 97 là một tình huống rất khó, các bạn hãy theo dõi thật kỹ nhé. Chú ý, trong gương chiếu hậu xuất hiện một điểm trắng đen như trong khung vuông. Nhấn phím cách, khi điểm trắng đen di chuyển qua 2 phần 3 gương chiếu hậu. Nhấn phím cách, khi điểm trắng đen di chuyển qua 2 phần 3 gương chiếu hậu. Chú ý, cành lá đầu tiên của lùm cây cuối cùng đứng trước gương lồi và cột A. Nhấn phím cách khi cành lá đầu tiên của lùm cây vừa chạm cột A. Chú ý, gian nhà cuối cùng của dãy phố bên phải và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi gian nhà cuối cùng vừa khuất cạnh phải màn hình. chú ý, vạch trắng lề đường ở đầu vạch làng đi bộ và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi vạch trắng lề đường đầu làng đi bộ vừa chạm cạnh phải màn hình. Nhận diện tình huống 106, nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế bạn sẽ gặp hai biển báo bỏ qua biển báo thứ nhất điểm căng là khi biển báo thứ hai sắp khuất cạnh phải màn hình chú ý biển báo thứ hai và cạnh phải màn hình nhấn phím cách khi cột trắng đỏ biển báo thứ hai vừa chạm cạnh phải màn hình Chú ý, bức tường nhà màu xanh nhạt, cạnh nhà có lầu. Nhấn phím cách, khi bức tường nhà xanh nhạt sắp khuất vào cột A. Tình huống 108. Đường công, cây cối che khuất tầm nhìn xe ben màu vàng xuất hiện nhanh và bất ngờ. Nếu bạn chọn điểm căng là đầu xe ben màu vàng, sẽ rất khó để đạt điểm 5. Vì vậy, các bạn hãy chọn điểm căng theo hướng dẫn của mình nhé. Chú ý, tại thời điểm biển báo sắp khuất cạnh phải màn hình, bạn sẽ nhìn thấy một vệt đen ở vách núi phía trước. Điểm căng là khi vệt đen này khuất sau gương chiếu hậu. nhấn phím cách khi vệt đen trên vách núi khuất sau gương chiếu hậu chú ý g giảm tốc phía trước và vô lăng xe nhấn phím cách khi vạch đầu g giảm tốc vừa chạm vô lăng xe chú ý biển báo phía trước và cạnh phải màn hình nhấn phím cách khi biển báo vừa chạm cạnh phải màn hình chú ý gờ giảm tốc phía trước và gốc dưới kính chắn gió của xe nhấn phím cách khi gốc phải gờ giảm tốc vừa chạm gốc kính chắn gió <laughs> chú ý vạch trắng lề đường và góc dưới kính chắn gió của xe. Nhấn phím cách khi vạch trắng lề đường sắp đến góc dưới kính chắn gió chú ý vạch làng đi bộ ngoài cùng bên phải và đầu xe bán tải nhấn phím cách khi đầu xe bán tải vừa chạm đầu vạch trắng làng đi bộ nhận diện cảnh quan để tránh nhầm lẫn giữa hai tình huống 115 và 117. Đây là tình huống 115. Cảnh buổi chiều tối, xe sáng đèn, xe ngược chiều màu đỏ. Chú ý, thân cây phía trước và tay cầm ở cột A. Nhấn phím cách khi thân cây khuất vào tay cầm ở cột A. Chú ý, bụi cây phía sau biển báo và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách khi gốc của bụi cây sắp chạm đỉnh tạp lô xe. Nhận diện cảnh quan để tránh nhầm lẫn giữa hai tình huống 117 và 115. Đây là tình huống 117. Cảnh buổi sáng, xe không sáng đèn, xe ngược chiều màu vàng. Chú ý, biển báo phía trước và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi biển báo vừa khuất cạnh phải màn hình. Chúng ta vừa thực hành xong 16 tình huống khó của chương 6. Trường hợp có bạn nào cần hình ảnh tham khảo để ôn luyện trên điện thoại thì liên hệ ở phần bình luận của video hoặc qua liên kết Facebook ở góc dưới bên phải ảnh bìa kênh YouTube nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.